Không hành tướng của nhãn là tướng hợp lìa, không hành tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý là tướng hợp lìa, không hành tướng của sắc là tướng hợp lìa, không hành tướng của thanh hương vị xúc pháp là tướng hợp lìa, không hành tướng của nhãn thức là tướng hợp lìa, không hành tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức là tướng hợp lìa, không hành sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành thọ tưởng hành thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhãn là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhĩ tĩ thiệt thân ý là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành thanh hương vị xúc pháp là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhãn thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành duyên với sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành duyên với thọ tưởng hành thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành duyên với nhãn là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành duyên với nhĩ tĩ thiệt thân ý là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành duyên với sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành duyên với thanh hương vị xúc pháp là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành duyên với nhãn thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành duyên với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành sự phát sanh của sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành sự phát sanh của thọ tưởng hành thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành sự phát sanh của nhãn là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành sự phát sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành sự phát sanh của sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành sự phát sanh của thanh hương vị xúc pháp là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành sự phát sanh của nhãn thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành sự phát sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với tự tánh của sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với tự tánh của thọ tưởng hành thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với tự tánh của nhãn là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với tự tánh của sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với tự tánh của thanh hương vị xúc pháp là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với tự tánh của nhãn thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành bản tánh của sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành bản tánh của thọ tưởng hành thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành bản tánh của nhãn là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành bản tánh của nhĩ tĩ thể thân ý là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành bản tánh của sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành bản tánh của thanh hương vị xúc pháp là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành bản tánh của nhãn thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành bản tánh của nhĩ tĩ thể thân ý thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với bản tánh của sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với bản tánh của thọ tưởng hành thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với bản tánh của nhãn là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với bản tánh của sắc là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với bản tánh của thanh hương vị xúc pháp là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với bản tánh của nhãn thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành duyên với bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành sắc của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa, không hành thọ tưởng hành thức của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa,
Không hành nhãn của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành nhĩ tĩ thiệt thân ý của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành sắc của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành thanh hương vị xúc pháp của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành nhãn thức của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành duyên với sắc của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành duyên với thọ tưởng hành thức của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành duyên với nhãn của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành duyên với nhĩ tĩ thiệt thân ý của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành duyên với sắc của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành duyên với thanh hương vị xúc pháp của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành duyên với nhãn thức của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Không hành duyên với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức của quá khứ vị lai hiện tại là tướng thanh tịnh hay không thanh tịnh, hợp hay lìa. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành như vậy thì không cùng sắc hoặc hợp hoặc lìa, không cùng thọ tưởng hành thức hoặc hợp hoặc lìa, không cùng nhãn hoặc hợp hoặc lìa, không cùng nhĩ tĩ thể thân ý hoặc hợp hoặc lìa, không cùng sắc hoặc hợp hoặc lìa, không cùng thanh hương vị xúc pháp hoặc hợp hoặc lìa, không cùng nhãn thức hoặc hợp hoặc lìa, không cùng nhĩ tĩ thể thân ý thức hoặc hợp hoặc lìa, không cùng danh sắc hoặc hợp hoặc lìa, không cùng điên đảo tà kiến các triền cái và các ái hành hoặc hợp hoặc lìa, không cùng cõi dục sắc vô sắc hoặc hợp hoặc lìa, không cùng tham sân si hoặc hợp hoặc lìa, không cùng ngã hữu tình mạng sống sự sanh sự nuôi trưởng thành người ý sanh tuổi trẻ người làm người nhận người biết người thấy và có tưởng hay không có tưởng hoặc hợp hoặc lìa, không cùng đoạn kiến thường kiến hoặc hợp hoặc lìa, không cùng giới xứ hoặc hợp hoặc lìa, không cùng hữu tình giới pháp giới hoặc hợp hoặc lìa, không cùng địa thủy hỏa phong công thức giới hoặc hợp hoặc lìa, không cùng duyên khởi hoặc hợp hoặc lìa, không cùng năm diệu dục hoặc hợp hoặc lìa, không cùng tạp nhiễm thanh tịnh hoặc hợp hoặc lìa, không cùng bố thí tham lam giữ giới phạm giới nhẫn nhục sân hận tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn trí tuệ ác tuệ hoặc hợp hoặc lìa, không cùng niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi hoặc hợp hoặc lìa, không cùng đoạn điên đảo vân vân hoặc hợp hoặc lìa, không cùng tịnh lự giải thoát đẳng trì hoặc hợp hoặc lìa, không cùng khổ tập diệt đạo hoặc hợp hoặc lìa, không cùng thiền trì thiền quán hoặc hợp hoặc lìa, không cùng minh và giải thoát hoặc hợp hoặc lìa, không cùng giải thoát trí kiến hoặc hợp hoặc lìa, không cùng vô lượng thần thông hoặc hợp hoặc lìa, không cùng địa vị của phàm phu thanh văn độc giác Bồ Tát và Phật hoặc hợp hoặc lìa, không cùng pháp của phàm phu thanh văn độc giác Bồ Tát và Phật hoặc hợp hoặc lìa, không cùng trí tận trí vô sanh trí vô tạo tác trí vô trước hoặc hợp hoặc lìa, không cùng sanh tử niết bàn hoặc hợp hoặc lìa, không cùng trí lực vô ý vân vân của Phật hoặc hợp hoặc lìa, không cùng tướng hảo viên mãn hoặc hợp hoặc lìa, không cùng cõi Phật trang nghiêm hoặc hợp hoặc lìa, không cùng sự viên mãn của thanh văn hoặc hợp hoặc lìa, không cùng sự viên mãn của độc giác hoặc hợp hoặc lìa, không cùng sự viên mãn của Bồ Tát hoặc hợp hoặc lìa. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì tất cả các pháp không hợp lìa. Này thiện dũng mãnh, chẳng phải tất cả pháp vì hợp hay lìa mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, hợp nghĩa là thường, mà lìa nghĩa là đoạn. Này thiện dũng mãnh, bản tánh của các pháp không do giác sát mà có hợp có lìa. Này thiện dũng mãnh, bản tánh của các pháp không vì hợp lìa mà hiện tiền. Thiện dũng mãnh, nếu bản tánh các pháp vì hợp vì lìa mà hiện tiền, thì các pháp ấy có thể đắc có người làm, người sai làm, người phát khởi, người sai phát khởi, người nhận, người sai nhận, người biết, người khiến biết, người thấy, người khiến thấy, người hợp, người khiến hợp, người lìa, người khiến lìa. Nếu là như vậy,
thì Như Lai cũng có thể thiết lập ra các pháp, đây là người làm, người sai làm cho đến người lìa, người khiến lìa. Này thiện dũng mãnh, do tánh các pháp không vì hợp lìa mà hiện tiền, nên các pháp không có người làm, người sai làm, cho đến người lìa, người khiến lìa, đều không có một chút gì mà có thể đắc hay không thể đắc, cho nên Phật không thiết lập ra pháp ấy. Này thiện dũng mãnh, các pháp đều do điên đảo mà phát sanh, chứ các điên đảo không có hợp có lìa. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì các điên đảo không có một chút nào có thể đắc, và tánh thật sanh khởi của nó cũng không thể đắc. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì điên đảo chẳng phải thật, chỉ là hư vọng dối trá, không có sở hữu, nên ở trong đó không có một chút pháp nào thật để gọi là điên đảo. Này thiện dũng mãnh, vì điên đảo mê hoặc mà hữu tình thiết lập hữu tình, hiển hiện các loại hữu tình hư vọng phân biệt, làm cho các hữu tình vọng sanh nương chấp động truyền và hí luận. Này thiện dũng mãnh, ví như nắm tay không mà lừa gạt trẻ con, nó không biết cho là vật thật. Kẻ phàm phu ngu si cũng như vậy, bị hư vọng điên đảo làm mê hoặc. Đối với tánh của các pháp không có hợp lìa, mà thấy sai lầm hợp lìa nên cho là thật có, do ngu si điên đảo ở trong không thật có mà khởi tưởng là thật có nên khó giải thoát. Thế nên tất cả phàm phu ngu si vì thấy sai lầm về hợp lìa mà bị điên đảo trói buộc nên rong ruổi trôi lăn trong sanh tử, vì cho rằng đắc hợp, trụ hợp, thấy hợp, chấp hợp, liền có sự chấp có, còn lìa nghĩa là trừ bỏ hợp mà đắc lìa. Này thiện dũng mãnh, nếu trường hợp nào có hợp thì trường hợp đó có lìa, nếu ở trong hợp mà không đắc, không nương dựa và không khởi chấp trước thì không thấy lìa. Này thiện dũng mãnh, nếu ở trong lìa mà có đắc, có nương dựa và khởi chấp trước thì đó là có hợp nên khổ đau sanh tử chưa thể giải thoát. Này thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát ấy quán sát thật nghĩa này nên đối với tánh các pháp chẳng hợp chẳng lìa, cũng không vì pháp hoặc hợp hoặc lìa mà có làm hoặc có tu học. Này thiện dũng mãnh, nhờ biết rõ về hợp lìa mà các Bồ Tát đã tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện dũng mãnh, Bồ Tát nào an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy thì vị ấy mau viên mãn pháp trí nhất thiết. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không hành sắc là dính mắc hay không dính mắc, không hành thọ tưởng hành thức dính mắc hay không dính mắc, không hành nhãn dính mắc hay không dính mắc, không hành nhĩ tỷ thể thân ý dính mắc hay không dính mắc, không hành sắc dính mắc hay không dính mắc, không hành thanh hương vị xúc pháp dính mắc hay không dính mắc, không hành nhãn thức dính mắc hay không dính mắc, không hành nhĩ tỷ thể thân ý thức dính mắc hay không dính mắc, không hành sự thanh tịnh của sắc dính mắc hay không dính mắc, không hành sự thanh tịnh của thọ tưởng hành thức dính mắc hay không dính mắc, không hành sự thanh tịnh của nhãn dính mắc hay không dính mắc, không hành sự thanh tịnh của nhĩ tỷ thể thân ý dính mắc hay không dính mắc, không hành sự thanh tịnh của sắc dính mắc hay không dính mắc, không hành sự thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp dính mắc hay không dính mắc, không hành sự thanh tịnh của nhãn thức dính mắc hay không dính mắc, không hành sự thanh tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức dính mắc hay không dính mắc, không hành sắc duyên dính mắc hay không dính mắc, không hành thọ tưởng hành thức duyên dính mắc hay không dính mắc, không hành nhãn duyên dính mắc hay không dính mắc, không hành nhĩ tỷ thiệt thân ý duyên dính mắc hay không dính mắc, không hành sắc duyên dính mắc hay không dính mắc, không hành thanh hương vị xúc pháp duyên dính mắc hay không dính mắc, không hành nhãn thức duyên dính mắc hay không dính mắc, không hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức duyên dính mắc hay không dính mắc, không hành sắc dính mắc hay không dính mắc hợp hay lìa, không hành thọ tưởng hành thức dính mắc hay không dính mắc hợp hay lìa, không hành nhãn dính mắc hay không dính mắc hợp hay lìa, không hành nhĩ tỷ thiệt thân ý dính mắc hay không dính mắc hợp hay lìa, không hành sắc dính mắc hay không dính mắc hợp hay lìa, không hành thanh hương vị xúc pháp dính mắc hay không dính mắc hợp hay lìa, không hành nhãn thức dính mắc hay không dính mắc hợp hay lìa, không hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức dính mắc hay không dính mắc hợp hay lìa, không hành duyên thanh tịnh của sắc là hợp hay lìa, không hành duyên thanh tịnh của thọ tưởng hành thức là hợp hay lìa, không hành duyên thanh tịnh của nhãn là hợp hay lìa, không hành duyên thanh tịnh của nhĩ tỷ thể thân ý là hợp hay lìa, không hành duyên thanh tịnh của sắc là hợp hay lìa,
Không hành duyên thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp là hợp hay lìa. Không hành duyên thanh tịnh của nhãn thức là hợp hay lìa. Không hành duyên thanh tịnh của nhĩ tý thiệt thân ý thức là hợp hay lìa. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì tất cả đều có di chuyển, nương chấp, dao động hoặc hành hoặc quán. Bồ Tát biết rõ tất cả như vậy, ở trong đó không hành, không quán nữa. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, thì không hành sắc của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, không hành thọ tưởng hành thức của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, không hành nhãn của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, không hành nhĩ tý thiệt thân ý của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, không hành sắc của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, không hành thanh hương vị xúc pháp của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, không hành nhãn thức của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, không hành nhĩ tý thiệt thân ý thức của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, không hành sắc của quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành thọ tưởng hành thức của quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhãn của quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhĩ tý thiệt thân ý của quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành sắc của quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành thanh hương vị xúc pháp của quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhãn thức của quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhĩ tý thiệt thân ý thức của quá khứ vị lai hiện tại là thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành sắc của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, duyên thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành thọ tưởng hành thức của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, duyên thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhãn của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, duyên thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhĩ tý thiệt thân ý của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, duyên thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành sắc của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, duyên thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành thanh hương vị xúc pháp của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, duyên thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhãn thức của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, duyên thanh tịnh hay không thanh tịnh, không hành nhĩ tý thiệt thân ý thức của quá khứ vị lai hiện tại dính mắc hay không dính mắc, duyên thanh tịnh hay không thanh tịnh. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa đều không thấy hành và không thấy pháp để hành. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát ấy đều không có sự hành nên có thể ngộ nhập biết rõ các hành mà tu hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát tu hành như vậy thì mau được viên mãn pháp trí nhất thiết. Hết quyển thứ 599.